đi ăn chả cá lăng mà ai bảo cá chuẩn tiêu chuẩn việt gáp các thứ thì mình chả tin đâu mình chỉ dựa trên cảm nhận của mình để đánh giá được là cá có tươi có ngon hay không thôi và nếu mọi người đang ăn quen kiểu chả cá tẩm ướp đậm mùi riềng mẻ thì clip này không dành cho bạn nhưng nếu mọi người muốn một lần ăn thử chả cá thật sự tươi ngọt không tẩm ướp nhiều thì đừng bỏ qua chả cá thung cấm nhé về cái tên thung cấm thì anh chị chủ có bảo với mình là anh chị có một hồ cá tên thung cấm ở an phú mỹ đức xuất ảnh thì cũng ra một cái hồ to to thật đấy thấy còn có cả đài truyền hình hà nội về quay cơ âu cũng uy tín hôm nay thì mình có gọi combo sáu dành cho bốn đến năm người và thêm một chả cá nữa tại sợ thiếu á. Chả cá thì đừng nướng trên bếp than xém xém cho thơm, Que chả cá trông to mà đầy đặn lắm. Bạn nhân viên sẽ giúp mình đảo hành thì là rồi cho chả cá lòng cá vào. Trong lúc đó thì mình đi đánh mắm tôm nha. Mắm tôm ở đây đặc, vắt thêm tí chanh ăn là vừa nhưng ai ưa ngọt thì có thể xin thêm đường để ra giảm hương vị nhé. Vẫn cứ là cho miếng bún hến, miếng chả cá, miếng lòng, một tí mắm tôm rồi rắc lạc lên là chén thôi. Thật sự chả cá cực kỳ tươi mọi người ạ. À. Mình vốn dĩ không phải fan của cá nhưng ăn chả cá hàng này mình không cảm thấy tanh. Gia vị cũng kiểu để tô điểm cho miếng cá thêm thơm ngon hơn thôi. Ý món gỏi cá lăng ngon xuất sắc cá lăng kiểu chín tới nên nó mềm mọng nước lắm bóc với rau thơm gia vị cũng hài hòa cơ cuối cùng kết thúc bằng một nồi lẩu cá sẽ có 5 miếng cá xương cá và các loại rau nấm nước lẩu thì chua nhẹ ngọt thanh và nếu ăn giai đoạn đầu thì sẽ hơi nhạt một chút cơ mà nước lẩu cô lại tầm giữa thì vừa vặn luôn tổng bill bọn mình hôm nay hết 800 trăm cành mà bốn người ăn không hết nổi mình nghĩ như này phải 5 người ăn mới vừa chia ra chia tới 200k một người cũng không hề đắt đây là cơ sở bốn mới mở ở ngõ một nguyễn thị định quán bốn tầng rộng rãi cực mà không gian có cả sang trọng lịch sự lẫn tin tin ngồi ban công thoáng mát nói chung để tụ tập gia đình bạn bè hay hội họp gặp gỡ đối tác đều hợp lý mọi người cứ lưu lại đến thử là sẽ thấy từ tươi mà mình nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần có đúng hay không nhá mong là mọi người sẽ có một bữa ăn chả cá lăng thật ngon và khác biệt bây giờ thì bye bye